Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách lắp ghế Max Quầy 3 mạ vàng cao cấp nhà mình. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn qua các bộ phận mà chúng ta nhận được khi nhận hàng. Thứ nhất là phần tựa lưng của ghế, phần nệm ghế, chân ghế, mâm đĩa và cần hơi giúp ghế có thể tùy chỉnh độ cao lên xuống. Cuối cùng không thể thiếu được đó chính là những con ốc để chúng ta có thể liên kết ghế lại với nhau. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu lắp ghế các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến từng bước chi tiết lắp ghế các bạn nhé. Đầu tiên các bạn bỏ phụ kiện lắp ghế ra này. Thì bỏ phụ kiện lắp ghế chúng ta sẽ gồm có một cái lục lăng để vặn ốc và buông ốc. Mình sẽ lắp để đồ sang bên kia các bạn nhé. Đầu tiên về phần mặt ghế các bạn lật ra đằng sau này. Các bạn chú ý cái phần này có hai con ốc này các bạn tháo ra. Phần này để chúng ta lắp cái tựa lưng của ghế. Phần tựa lưng của ghế thì tùy theo nhu cầu của mỗi bạn, thì các bạn có thể lắp tựa lưng vào hoặc không lắp tựa lưng thì nó sẽ ra hai cái dáng ghế khác nhau các bạn nhé. Mình sẽ để úp cái này này. Sau đó mình cho cái phần tựa lưng ở đây, mình sẽ hơi xoáy hở ốc các bạn nhé. Hơi xoáy hở hở. Sau khi lắp được phần tựa lưng của ghế xong thì chúng ta đến bước thứ hai. Bước thứ hai là chúng ta lắp chân ghế vào cái mặt ghế này. Thì các bạn úp ngược lại này, úp ngược lại. Sao cho bốn cái lỗ ở trên chân ghế khớp với bốn cái lỗ ốc ở trên mặt của ghế. Các bạn chú ý nhé, cái phần để chân của ghế nó sẽ đối diện với phần tựa lưng của ghế. Tức là ở phía trước ghế này, nó sẽ quay về hướng của mình nhé. Khi bốn lỗ ở trên mặt ghế và bốn cái lỗ ở trên cái chân ghế nó khớp với nhau thì các bạn hãy xoáy bốn con ốc được mình gửi theo ghế vào. Các bạn vẫn dùng tay xoáy hờ hờ thôi. Để siết chặt thì các bạn vẫn dùng cái lục lăng đi theo ghế các bạn xoáy chặt các bạn nhé. Như vậy mình đã làm xong hai bước. Bước thứ nhất là lắp tựa lưng của ghế, bước thứ hai là lắp chân ghế. Bước thứ ba là bước cuối cùng là chúng ta hoàn thiện ghế. Thì các bạn lấy cái cần hơi piston này ra, các bạn bỏ đầu đen này ra này. Bỏ đầu đen trên piston ra. Cái đầu đen này để bảo vệ piston thì các bạn bỏ đi, không thích nữa. Các bạn để cần hơi của piston lên đây. Sau đó các bạn để đặt ghế lên. Các bạn có thể chú ý nó, ví dụ mà hơi lung lay là nó chưa vào thì các bạn ấn xuống nhé các bạn nhé. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn lắp ghế Max, ghế quầy 3 mạ vàng inox nhà mình. Cảm ơn các bạn.